Hướng dẫn em sử dụng nút turbo trên tay B4 Plus đi anh. Ok, đây chính là cái phần nút turbo. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thao tác tính năng của nó sử dụng như nào nha. Đây là hai con sản phẩm mà mình đang review rất nhiều trên kênh của mình. Đây là con PS4 Red 11 và con T28B1 Plus. Thì cả hai con này khi mà cắm vào các thiết bị thì nó đều nhận là DS4. Anh em nhìn đây này. Đó, đầu đuôi nó đều sẽ nhận là DS4. Và con T28B1 Plus này khi cắm vào thì nó cũng sẽ nhận là DS4. Ok, thì có nghĩa là gì? Tức là con T28B1 Plus này sẽ có đầy đủ các chức năng của con PS4. Và ngoài ra nó sẽ có thêm một cổng taxi ở đây, thiết kế thêm cổng turbo ở ngay sau cái phần nút nguồn. Còn mình sẽ nói thêm cái phần chức năng của cái bộ ngay trong clip này. Ngoài ra nó sẽ có cổng tai nghe ở đây để anh em thể vừa cắm chơi cao lan muốn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái nút turbo này nhá. Thì anh em có thể nhìn vào cái con tay cầm này, khi mà anh em sử dụng nút kỹ năng nút tam giác thì anh em giữ lì đó, nút giữ lì nút tam giác này thì nó sẽ giữ nguyên mãi nhảy luôn. Còn khi mà anh em thao tác nút giữ nút tam giác và nhấn nút turbo, nhấn thêm một lần nữa nút turbo đấy, anh em sẽ thấy nó sẽ nhảy liên tục này. Cái chức năng này thì nó sẽ sử dụng được cho các game kiểu dạng đối kháng, anh em sẽ phải sử dụng spam phím nhiều, nó sẽ cực kỳ hiệu quả luôn.